Mục tiêu của chúng ta đó là đạt được cái độ bao phủ quản lý hệ thống về giao nhận nhập hàng, rồi là cũng nói chung là họ phải có một cái khả năng nào đó hơn có thể đáp ứng được và hỗ trợ mình trong công việc kinh doanh. Nhân lực ở đây thì các bạn thấy là một số các công ty á, người ta sẽ có một cái hình thức như thế này nè các bạn. Trước đây á thì khi mà chúng ta sử dụng nhà phân phối đó thì bản thân nhà phân phối họ sẽ có một cái đội ngũ bán hàng của họ, tức là bán hàng cho nhà phân phối đó. Cái đội ngũ bán hàng cho nhà phân phối đó do nhà phân phối đó quản lý và cũng đi bán hàng giống như là lực lượng bán hàng hôm bữa mình trao đổi mình học vậy đó các bạn. Nhưng mà công ty không quản lý thì các bạn thấy là đối với cái trường hợp này nó sẽ xảy ra giống như cô nói, nó giống như cái hình thức là nhà bán sỉ vậy đó. Tuy nhiên là chúng ta sẽ kiểm soát được về giá cả ha, kiểm soát được về một số những chính sách ràng buộc trong hợp đồng. Tuy nhiên là việc thiết lập cái mối quan hệ giữa nhà phân phối với khách hàng ở trên địa bàn thì công ty không thể kiểm soát được. Tức là nếu như chúng ta không làm việc với nhà phân phối này nữa thì có thể là mình cũng không còn cái gì các bạn, mình cũng không còn cái thị trường đó luôn, bởi vì cái người mà làm việc với các điểm outlet là người của nhà phân phối. Do đó sau này thì các công ty người ta bắt đầu trải cái lực lượng bán hàng của mình về bán hàng cho nhà phân phối luôn. Tức là hàng hóa thì do nhà phân phối quản lý nhưng đi bán hàng là lực lượng bán hàng của công ty. Bạn hiểu không ạ? Và cái hình thức này đó thì thông thường là nhà phân phối á thì phải chạy chỉ tiêu. Tất nhiên nhà phân phối là cũng là một cái đối tác, cũng phải chạy chỉ tiêu cho công ty á các bạn ha. Tức là một tháng hay là gì đó họ phải đạt được đủ một số các cái chỉ tiêu về doanh thu, rồi là những cái chỉ tiêu khác mình đều đặt ra cho nhà phân phối hết, tương tự như lực lượng bán hàng vậy đó. Rồi lực lượng bán hàng thì do công ty quản lý và cái sức hoặc là cái người quản lý của lực lượng bán hàng đó người ta cũng đưa ra những cái chỉ tiêu cho nhân viên bán hàng của mình luôn, tức là kết hợp giữa hai bên lại như vậy. Thì cái ưu thế của cái này đó là gì? Nếu như mình không làm việc với nhà phân phối này nữa thì lực lượng bán hàng của mình đó vẫn là của mình và họ vẫn chịu trách nhiệm và vẫn còn những mối quan hệ ở trên thị trường với lại các cái điểm outlet. Thì bây giờ mình chọn một nhà phân phối mới thì lực lượng bán hàng của mình sẽ làm việc dưới trướng nhà phân phối mới đó, còn lại tất cả mọi thứ với khách hàng là nó như cũ, nó không ảnh hưởng, thì chúng ta sẽ kiểm soát được như vậy. Thì các bạn biết là trong cái giai đoạn chuyển đổi á, thì là tồn tại song song hai lực lượng, tức là đầu tiên là cô nói với các bạn là chỉ có lực lượng của nhà phân phối thôi đúng không, xong rồi là công ty đẩy lực lượng của mình về luôn, tức là hai bên nó lại cạnh tranh với nhau. Cho nên là xảy ra trường hợp mà trước đây thôi chứ bây giờ thường là chỉ sử dụng lực lượng bán hàng của công ty cho nhà phân phối thôi chứ nhà phân phối không tự tổ chức lực lượng bán hàng hả. Nhưng mà trước đây chúng ta thiết lập những cái chính sách cho nhà phân phối á, thì chúng ta sẽ có một cái chính sách về tín dụng. Thì các bạn biết là trong cái việc kinh doanh của chúng ta có thể áp dụng nhiều cái hình thức thanh toán, ví dụ như là trả tiền trước, tức là mình giao hàng tới thì người ta chuyển tiền cho mình xong rồi mình mới giao hàng, hoặc là trả tiền lúc nhận hàng ha. Hai hình thức này thì nó cũng giống giống như nhau, tức là mình thu được tiền liên tiền tiền luôn á. Nhưng mà bởi vì cái sự cạnh tranh, đồng thời là trong một cái sự hợp tác nào đó thì chúng ta cũng sẽ phải thông cảm với nhau để mà duy trì mối quan hệ lâu dài, bởi vì các bạn thấy là các cái đối tác của mình nói ví dụ như là nhà phân phối chẳng hạn hoặc là các cái cửa hàng lớn đó thì có những cái thời điểm họ phải nhập về rất là nhiều hàng, giai đoạn gọi là cao điểm đó. Ví dụ như là mùa lễ mùa Tết hoặc là một cái giai đoạn nào đó thì họ phải nhập về nhiều hàng gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp 5 lần, thì họ không thể nào mà trả một lần trong đó tiền rồi. Ví dụ như mỗi lần các bạn nhập hàng về 1 tỷ đồng không, bây giờ các bạn phải nhập về là các bạn phải trả ngay 5 tỷ đồng thì rất là khó khăn. Cho nên là một số trường hợp thì chúng ta phải thiết lập cái chính sách về tín dụng, tức là cho họ trả chậm trong một cái khoảng thời gian nào đó. Vậy thì chúng ta phải có cái chính sách để xác định rằng là cái đối tượng khách hàng đó, khách hàng tức là cái đối tác của chúng ta đó, họ được nợ bao nhiêu đúng không, tức là công nợ đó họ được nợ bao nhiêu và nợ tới khi nào thì phải trả cho chúng ta, chứ không thể nào là trả chậm, nhưng mà chậm là chậm tới khi để mà xác định
cái hạn mức tín dụng cho mỗi khách hàng. À, thì cái thì là chúng ta dựa trên cái doanh thu, tức là cái ước tính về doanh số sẽ bán cho cái khách hàng này. À, rồi là cái thời hạn trả chậm á, thì sẽ được quy định, à, sẽ được công ty quy định, và à, lấy cái thời hạn trả chậm nó chia cho 30 ngày và nhân với cái hệ số rủi ro của khách hàng A này. Tức là các bạn có thể thấy ở đây nó hơi phức tạp ha, nhưng mà thật ra nó rất là đơn giản, cái công thức của nó chỉ như thế này thôi. À, đây, hạn mức tín dụng sẽ bằng doanh số bán dự kiến nhân với thời hạn trả chậm chia cho 30 ngày, 30 ngày là một tháng á, và nhân với hệ số rủi ro. Thì cái hạn mức tín dụng này nó có ý nghĩa là gì? À, ví dụ nè, doanh số bán dự kiến được cho khách hàng A là 50 triệu một tháng. À, và các bạn khi mà nói về dự kiến doanh số bán đó, thì các bạn đã học ở trong chương số 2 rồi đúng không? Thì có nhiều cách, nhưng mà cô trình bày cho các bạn là cách từ trên xuống và cách từ dưới lên đó, thì đó là một cách để chúng ta có thể dự kiến bán hàng được cho khách hàng, hoặc là chúng ta có thể dự đoán qua cái số liệu kinh doanh, cái số liệu mà kinh doanh cũ, tức là nó cứ đều 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 nhau như vậy, hay là dựa vào cái kinh nghiệm của các bạn thì chúng ta sẽ dự kiến được cái lượng bán cho cái khách hàng A đó. Rồi cái thời hạn trả chậm này thì cho công ty quy định nè ha, và cái hệ số rủi ro của khách hàng A này được xác định là 1.2. Như vậy hạn mức tín dụng sẽ bằng là gì các bạn? Doanh số bán dự kiến này nhân cho 45 ngày chia cho 30 và nhân với 1.2 thì sẽ ra 90 triệu đồng. Vậy thì cái 90 triệu đồng này có ý nghĩa như thế nào đây? Cái khách hàng A này được nợ tối đa là 90 triệu. Đúng không ạ? Được nợ tối đa là 90 triệu đồng và phải trả trong vòng 45 ngày. Nha các bạn nha. Như vậy thì ngoài cái việc là hệ số cái hạn mức tín dụng này nó phụ thuộc vào cái doanh số bán đúng không ạ, và cái gọi là cái thời hạn trả chậm này thì do công ty quy định rồi, thì ở đây chúng ta cứ xác định nó là 45 để cho dễ ha. Vậy thì nó còn phụ thuộc vào một cái biến số nữa, đó là hệ số rủi ro của khách hàng. Thì cái hệ số rủi ro này á, mỗi công ty người ta sẽ có cách xác định khác nhau. Ví dụ như đối với bản thân cô chẳng hạn, thì là cái mức độ chịu rủi ro của cô là thấp ha, và cô thấy khách hàng là 10 ngày chưa trả, hoặc là trước đây nợ một vài lần gì đó và cái số nợ đó chiếm khoảng cỡ 20% tổng doanh thu, thì cô đã thấy rủi ro lắm rồi. Nhưng mà có những công ty thì người ta thấy vậy là chẳng rủi ro gì cả. Vậy thì cái hệ số rủi ro này do mỗi công ty quy định. Thì ở đây cô cũng chia sẻ cho các bạn một cái bảng để chúng ta thống nhất được cái cách tính ha, cái cách tính và cái cách xác định cái hệ số rủi ro này. Thì hệ số rủi ro càng cao thì những khách hàng nó càng uy tín đúng không? Tức là cái lượng tiền mình được nợ càng nhiều. Thì ở đây các bạn có thể lưu lại cái bảng này ha, chụp lại gì đó để chúng ta thống nhất với nhau, lỡ như sau này mà có một cái bài tập hay cái gì liên quan tới thì chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu này để xác định cái hệ số rủi ro ha. Thì không có nợ quá hạn trong ít nhất 6 tháng trước thì rủi ro rất là thấp. Còn 1.0 thì nợ quá hạn nhỏ hơn 25% kết số cuối tháng. 0.8 thì nợ quá hạn lớn hơn 25% kết số cân đối cuối tháng. Và 0.7 thì là rủi ro rất cao. Đó là nợ quá hạn 90 ngày lớn hơn 10% kết số cân đối cuối tháng. Thì thật ra là cái con số xác định chỉ số rủi ro này, cái con số 1.21 này, 0.8, 0.7 này thì do công ty người ta xác định thôi, để mà người ta có thể tính toán ra được cái lượng tiền mà khách hàng của mình có thể là nợ ha. Cho nên là các bạn thấy là ở đây chúng ta không có thắc mắc là ủa tại sao lại là xác định là 0.8 hay 0.7 ha. Đây là một cái bảng cô đưa ra để Như mà vậy lớp thì nó của mới chúng thấy ta nó thống nhất tốt. là chúng ta Nếu như sẽ sử chúng dụng ta cái mà cách sửa lại cái lu xác định này, chỉ số này dán lại cái lu này nó không để bể, khi thì nước mình đổ vô thì nó mà trượt từ lỡ từ. như Vậy thì tính các khí bạn làm thành của bài mình, á thì chúng ta chỉ nó ra một cần kết quả giống nhau, cần chứ không có có tự ra một được dòng ha. nữa thì tức Thì đó khắc là ý tự nghĩa tụ nó nó như tích vậy năng thôi. thì cơ thể của Đây. người sẽ phát triển lại. Còn nghĩa vụ của nhà sản xuất và nhà phân phối đó, thì thật ra là chúng ta sẽ có hợp đồng đúng không? Và trong hợp đồng á, thì bây giờ các bạn thấy trên mạng nó đầy các cái mẫu hợp đồng rồi. Nó dễ lắm. Các bạn lên mạng các bạn tìm thì các bạn sẽ thấy cụ thể là gì. À, ví dụ như bây giờ các bạn tìm là
hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê mặt bằng, rồi là hợp đồng này, hợp đồng kia, hợp đồng của nhà sản xuất, nhà phân phối nó cũng có. Thì khi dựa trên những cái mẫu đó, chúng ta có thể chỉnh sửa lại theo cái mục đích của mình, hoặc là chúng ta cũng có thể tự viết cho mình cái hợp đồng thôi, đúng không? Thì rõ ràng là nó phải có thông tin của bên A và bên B, rồi là các cái chỉ định quyền và nghĩa vụ, những cái hình thức thanh toán, những cái điều khoản mà chúng ta quy định ở trong đó. Thì các bạn muốn quy cái gì trong đó thì các bạn sẽ quy định càng rõ, mà cái hợp đồng này lưu ý là gì, càng rõ ràng thì sau này chúng ta giải quyết mâu thuẫn càng dễ. Chứ không thôi là mệt lắm, mình không quy định trong hợp đồng, đến hồi mình không xử lý bằng hợp đồng được. Ví dụ như trong hợp đồng mình không quy định rõ là được bán ở trong vùng nào, đến hồi nó bán lấn vùng, tôi bán lấn vùng thì kệ tôi, tại vì anh đâu có nói là tôi không được bán lấn vùng đâu, vậy thì làm sao, đúng không? Cho nên là càng quy định càng rõ ràng, càng ràng buộc chặt chẽ thì chúng ta càng dễ kiểm soát. Tuy nhiên, ràng buộc chặt chẽ tới mức độ nào thì đó là thỏa thuận của hai bên. Chứ nếu mà chúng ta ràng buộc, chúng ta cô còn lại xong thắt vài cái nút như vậy, thì đến hồi họ thấy là họ cũng không chịu. Do đó là thật ra đây là cái thỏa thuận giữa 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 bên nhà sản xuất và nhà phân phối ha các bạn ha. Thì đó là một số gợi ý về nội dung ở trong hợp đồng thôi. Còn là thực tế thì có cái gì thì chúng ta sẽ ghi vô cái đó. Rồi ví dụ như là các bạn hàng tiêu dùng thì làm gì có cái nội dung là hỗ trợ bảo hành sửa chữa cho khách hàng, đúng không? Nhưng mà ví dụ như ngân hàng điện tử, hàng điện máy á, thì lại có cái nội dung đó. Cho nên là tùy theo cái thực tế mà chúng ta phải đưa vào những cái nội dung cho nó phù hợp. Rồi sau khi mà chúng ta thiết lập được cái hợp đồng rồi, thì hồi nãy cô nói với các bạn là trong cái quá trình mà chúng ta kiểm soát trên kênh của mình thì tất nhiên sẽ xảy ra xung đột rồi, không thể nào mà không xảy ra xung đột rồi ha. Tức là xung đột có nghĩa là khi một cái thành viên họ tham gia vào cái hệ thống này nè, họ thấy hành vi của thành viên khác hoặc là một cái điều khoản nào đó có ảnh hưởng tới việc thực hiện mục tiêu của họ, hoặc là ảnh hưởng tới cái quyền lợi của họ vân vân, thì họ sẽ nảy sinh ra cái xung đột. Thì những cái nguyên nhân của xung đột đó có thể là họ cảm thấy họ không có thích hợp về cái vai trò ở trong cái hệ thống, hoặc là khác nhau về cái mục tiêu, hoặc là cái nhận thức. Ví dụ như là các bạn tìm một cái cơ sở, các bạn làm mà gọi là đại lý hoa hồng á, đúng không? Các bạn thiết lập một cái đại lý hoa hồng và các bạn mục tiêu của các bạn là chỉ là gọi là muốn kiểm soát kênh thôi, chứ các bạn không có quan trọng việc là bán được bao nhiêu hàng ở đó. Nhưng mà cái người này á, thì họ lại quan trọng là họ bán được bao nhiêu hàng, bởi vì họ sống nhờ cái đó mà. Cho nên là có thể là khác nhau về nhận thức, về mục tiêu, thì đó cũng là một cái xung đột. Rồi có thể là họ không có đồng ý về phạm vi quyết định, tức là những cái điều khoản ở trong hợp đồng nè. Rồi là những cái vấn đề về thông tin hoặc là liên kết, khó khăn trong kinh tế vân vân. Rồi là những cái xung đột ở trong lợi ích. Ví dụ như họ cho rằng là mình chiết khấu thấp quá, đúng không? Họ cho rằng là hạn mức tín dụng của mình là ít quá, thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới việc là duy trì cái mối quan hệ hợp tác bền vững của hai bên. Ví dụ như là người bán lẻ cho rằng là cái mức chiết khấu mà chúng ta đưa cho họ là quá thấp, ví dụ như là 4% gì đó, nhưng mà đối thủ cạnh tranh có thể là 5-6%, hoặc là 4% đó là quá thấp để mà họ duy trì cái cuộc sống của họ. Rồi là giá bán ha, giá bán giữa nhà bán lẻ và nhà bán buôn nó lại chênh lệch quá ít, thì nó cũng sẽ dẫn tới cái khó khăn, đó là chính sách giá cho các cái cấp, cho các cái cấp trong kênh phân phối của mình. Thì rồi rồi ví dụ như là xung đột về mặt tài chính, về cái hạn mức tín dụng chẳng hạn. Ví dụ như là mình chỉ cho họ thiếu khoảng cỡ 20 triệu thôi, trong khi giá trị hàng tháng là 500 triệu lận, thì cái số được thiếu nó quá nhỏ luôn á. Cho nên là đó cũng là một cái nguyên nhân gây ra cái xung đột, họ không không đồng tình. Rồi là có thể là đối tác của mình là không giữ lời hứa về cái việc là chia thị trường, tức là mình đã quy định là được bán, chỉ được bán ở trong cái vùng này thôi, nhưng mà họ bán lớn vùng, mà bán lớn vùng thì sẽ
xảy ra cái hiện tượng phá giá. Tức là khi mà ví dụ như là cô thì là cô bán cho nhóm 1, lớp mình chia thành hai nhóm đúng không? Cô bán cho nhóm 1 và lớp trưởng thì bán cho nhóm 2. Và cứ như vậy, và bây giờ cô tự nhiên cô muốn bán cho nhóm 2 thì tất nhiên cô phải giật khách của lớp trưởng rồi. Và để giật được khách của lớp trưởng thì tất nhiên cô phải bán phá giá. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều thứ. Rồi là có thể là trong cái lúc mình cần hàng á, thì là bên nhà sản xuất họ không giao hàng được đúng hẹn chẳng hạn, thì cũng là một cái vấn đề đó. Rồi là những trong những cái chính sách hỗ trợ cho cái người, cái bên trung gian của mình thực hiện những cái chính sách về dịch vụ, về sửa chữa vân vân á, mà không kịp thời. Ví dụ như là mình thực hiện cái nhiệm vụ là bảo hành cho khách hàng, đúng không? Nhưng mà để bảo hành được cho khách hàng á, cái đó hư á, thì phải báo về bên công ty và công ty gửi cái linh kiện đó tới để cho mình sửa. Nhưng mà họ gửi quá lâu đi thì khách hàng bắt đầu là phàn nàn, bắt đầu là không mua hàng chỗ mình nữa, bởi vì là hàng hỏng không sửa được, sửa gì mà 1-2 tháng không xong. Nhưng mà mình lại phụ thuộc vào cái logistics của bên kia đó, thì đó là lại là một cái vấn đề khác nảy sinh. Đó thì các bạn thấy là rất là nhiều các cái vấn đề ở đây ha. Thì ở trong thực tế nó nảy sinh rất nhiều các cái tình huống luôn không các bạn, mà có những tình huống lại gọi là chúng ta không có sử dụng hợp đồng hay là sử dụng luật để mà chúng ta chúng ta xử lý được. Ví dụ như là nhà phân phối á, mà người ta bán lớn vùng nha các bạn, nhưng người ta bán với giá cao hơn, ví dụ như cô này, cô bán qua cho nhóm 2 nhưng mà cô bán giá cao hơn giá của lớp trưởng bán cho nhóm 2, nhưng mà nhóm 2 vẫn chấp nhận mua hàng của cô chứ không mua hàng của lớp trưởng vì một cái lý do gì đó, ví dụ như là bất mãn lớp trưởng hay là mua hàng cho cô đi, lệnh cô cho mình điểm cao vậy, một lý do gì đó, nhưng mà cô bán giá cao nhưng mà vẫn, tức là cô lớn vùng nhưng và không vi phạm về nguyên tắc kinh tế thì không xử lý được trên hợp đồng. Rồi cái trường hợp lớn vùng như thế này, cô lấy ví dụ như là công ty cô đặt ở Đà Lạt thì cô sẽ lấy hàng của nhà phân phối Đà Lạt, đúng không? Rồi cửa hàng ở Lâm Hà thì sẽ lấy hàng ở nhà phân phối Lâm Hà, thì nó không lớn vùng. Nhưng mà trong trường hợp như thế này, cô có một cái chi nhánh trực thuộc công ty, đúng không? Một vài chi nhánh trực thuộc công ty cô mở ở Lâm Hà và cô lấy hàng ở nhà phân phối trên này và cô chuyển hàng xuống như đó. Như vậy thì là một cái hệ thống trong một cái hệ thống của một công ty. Như vậy thì cũng không phải là bán lấn vùng luôn. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới gì các bạn? Nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là chạy chỉ tiêu của nhà phân phối dưới Lâm Hà, dưới, đúng không? Họ sẽ giống như là họ mất cơ hội. Vậy thì bây giờ không sử dụng luật được, không sử dụng hợp đồng được, vậy thì phải làm sao? Cho nên là có thể là chúng ta phải sử dụng gọi là đàm phán. Đúng không các bạn? Các bạn học kỹ năng quản trị hay gì đó, có học về đàm phán không, hoặc là học giao tiếp trong kinh doanh, nó có học về đàm phán không, tức là mình sẽ phải thương thuyết với họ để mà hai bên hiểu nhau, hai bên nhường nhịn nhau, hoặc là như thế nào đó, hoặc nhượng bộ, một bên nhượng bộ hay là một bên chịu thiệt thòi gì đó, để mà chúng ta giải quyết được cái sự việc nó ổn thỏa. Ví dụ như nói ra cho họ thông cảm như vậy vân vân đó, chứ không thể sử dụng cái hợp đồng được. Rồi là khi mà chúng ta quản lý về những cái xung đột này đó, thì cô sẽ nêu cho các bạn nắm được các cái loại xung đột ở trong kênh phân phối ha. Thì trên lý thuyết đó, nó sẽ có hai cái loại, đó là mâu thuẫn hàng ngang và loại thứ hai là mâu thuẫn chiều dọc, hay còn gọi là mâu thuẫn đa kênh đó. Thì còn một cái gọi là cái thị trường sáng, hay còn gọi là hàng sáng, thì các bạn không cần phải gọi là không cần phải học đâu, tại vì nó không có trong lý thuyết. Nhưng mà ở đây cô muốn nói cho các bạn biết ha, để mà khi mà các bạn ra các bạn đi làm thì các bạn sẽ thấy được cái hiện tượng này. Và đây là một cái hiện tượng mà nói chung là cũng gây khó khăn cho các cái doanh nghiệp đó. Thì đầu tiên chúng ta đi vào cái mâu thuẫn hàng ngang trước nha. Thì cái mâu thuẫn hàng ngang thì tất nhiên là giữa các thành viên trong cùng một hàng á, đúng không? Trong cùng một hàng ngang như vậy nè, người ta mâu thuẫn với nhau. Ví dụ như nhà phân phối này bán lấn vùng với nhà phân phối kia, đó là hàng ngang giữa hai nhà phân phối, giữa các nhà bán sỉ, giữa các đại lý hay giữa các nhà bán lẻ với nhau. Họ cho rằng là mình ưu ái nhà bán lẻ kia hơn, bởi vì là mình tặng cho bên nhà bán lẻ kia là một cái gì, một cái vali,
hay là bên nhà bán lẻ kia tại sao lại có mình tài trợ cho họ một cái tủ lạnh mà bên tôi lại không tài trợ cho tôi, đó là trong cùng một hàng. Ví dụ như là như vậy đó, thì các bạn có thể hình dung là nhiều nguyên nhân xảy ra hay nhiều tình huống xảy ra nhưng cùng một hàng thì gọi là hàng ngang. Còn mâu thuẫn chiều dọc hay là đa kênh, mâu thuẫn chiều dọc hay là đa kênh thì các bạn nghe cái tên đó thì cũng đã nắm được rồi đúng không? Thì đó là giữa thành viên giữa các cấp khác nhau. Ví dụ như là nhà phân phối và nhà bán lẻ, cái mối quan hệ không có tốt bởi vì là chậm trễ trong giao hàng hay là như thế nào đó mà những nhà bán lẻ này không chịu hợp tác với lại nhà phân phối đó, không chịu lấy hàng ở nhà phân phối đó chẳng hạn, thì nó cũng cũng xảy ra những cái điểm gãy ở trong cái mạng lưới và cái logistics của mình khi mà phân phối. Rồi trong trường hợp thứ hai á, là đa kênh, như hôm bữa cô nói với các bạn là một công ty người ta có thể tổ chức song song rất nhiều kênh với nhau chứ không phải duy nhất một kênh. Ví dụ như kênh bán hàng trực tiếp của công ty tới cho khách hàng, hoặc là công ty mở một cái trang web hoặc một cái app bán hàng trực tiếp cho khách hàng. Song song như đó thì chúng ta còn có một cái kênh là trực tiếp từ từ công ty tới thị trường hiện đại, tức là tới các cái siêu thị, và thêm một cái kênh nữa là gì? Từ công ty tới nhà phân phối rồi tới những cái điểm outlet nữa, tức là một công ty có thể tồn tại bốn kênh song song với nhau và những cái kênh này nó mâu thuẫn với nhau, nó cự nữ với nhau. Bây giờ giả sử như là cô mở một cái cửa hàng trực thuộc công ty tại thành phố Đà Lạt và trưng bày các cái sản phẩm thuộc cái thương hiệu của cô đang kinh doanh, thì những cái điểm bán lẻ, những cái đại lý người ta sẽ lên tiếng, người ta nói rằng công ty mở cửa hàng trực thuộc ở thành phố Đà Lạt cho nên người ta bu ra đó, người ta mua hết rồi, người ta đâu có mua của tôi nữa đâu, cho nên là bây giờ bắt tôi áp cái chỉ tiêu cho tôi vậy là quá cao rồi đúng không, tôi bị mất khách vô tay của anh rồi, vô tay của chính anh rồi, tức là anh chơi mà anh cạnh tranh với tôi vậy sao được. Đó chính là mâu thuẫn đa kênh nha các bạn nha. Đó thì đó là hai cái ví dụ để mà các bạn phân biệt được đâu là đâu mâu thuẫn hàng ngang và mâu thuẫn chiều dọc hoặc là đa kênh. Thì đúng theo cái tên của nó thôi ha, hàng ngang thì giữa giữa hai cái thằng ngang hàng với nhau, hàng dọc thì trên và dưới, hoặc là đa kênh thì những cái kênh khác nhau nó xung đột với nhau đó. Thì trong những cái trường hợp đó thì chúng ta cũng phải kiểm soát và xử lý, thì tùy theo là cái hiện tượng hoặc là cái xung đột gì xảy ra thì chúng ta phải phải xử lý cho nó phù hợp. Và cái cuối cùng mà cô nói là các bạn cần nắm được á, để biết á, thì đó gọi là hàng xám hay còn gọi là thị trường xám. Thì hàng xám á là sản phẩm của cùng một hãng, cùng một brand ha, nhưng mà sản xuất ở các nước khác nhau và bán cạnh tranh sản phẩm ở cùng một cái thị trường nội địa nào đó. Cô lấy ví dụ như là các bạn có thể đi mua một cái đôi giày Nike đúng không? Và cái đôi giày Nike đó nó có thể sản xuất ở Việt Nam, nó có thể sản xuất ở UK, nó có thể sản xuất ở Trung Quốc, nó có thể sản xuất ở Ấn Độ, nó có thể sản xuất ở các nước khác ha, và một số khách hàng người và các bạn biết Nike là nó gọi là nó không có xưởng nha các bạn nha, nó chỉ là một cái gì, một một công ty mà đưa ra cái bản thiết kế ha, xong rồi là gia công, gửi đi các nơi để gia công rồi thu hồi cái hàng đó về bắt đầu đưa ra để phân phối. Như vậy thì sẽ có trường hợp là các bạn thu cái hàng đó về ở nhiều nước khác nhau xong rồi các bạn đưa ra các bạn phân phối, thì một cái sản phẩm, một mã sản phẩm thôi nhưng mà nó make in Việt Nam và nó make in Ấn Độ chẳng hạn, nó bán ở cùng một cái thị trường nội địa. Như vậy thì khách hàng trong cái thị trường này họ sẽ cho rằng là sản phẩm sản xuất ở nước này thì tốt hơn ở nước kia đó, thì cạnh tranh này là cạnh tranh ở trong cùng một nhãn hiệu luôn các bạn đó. Thì cái tâm lý của người 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 tiêu dùng của mình vậy thôi, ủa hàng hiệu gì mà sản xuất ở Việt Nam đó, ví dụ như thế đúng không, là nó cạnh tranh, thì đây là một cái sự cạnh tranh gây bất lợi do là có thể là người tiêu dùng họ không hiểu được cái hình thức và cái quy trình kinh doanh của công ty này, là công ty họ không có xưởng sản xuất mà họ chỉ gọi là nhượng quyền gia công ở các cái xưởng ở các nước rồi họ phân phối lại thôi. Thì thực ra thì nói tới cái việc là khách hàng suy nghĩ như vậy có đúng hay là không đúng, thì các bạn thấy là sẽ có hai trường hợp.
Ví dụ như là các bạn thấy là dầu gội Pantene ở Việt Nam mình có không các bạn? Đáng đầy luôn đúng không? Nhưng mà ví dụ như bạn bè gì đó hay người thân gì đó ở Mỹ về nhớ mua dùm cho cặp dầu gội Pantene, dầu gội Mỹ. Các bạn thấy chất lượng nó khác nhau không ạ? Đúng không? Chất lượng nó tất nhiên sẽ các bạn thấy là có sự khác biệt. Tại vì các bạn biết là khi cái gọi là thay đổi trong cái chiến lược sản phẩm đúng không? Chúng ta phải lựa chọn cái mức chất lượng ở trong thuộc tính sản phẩm sao cho nó phù hợp với thị trường đó. Ví dụ như là cái cặp dầu gội ở Việt Nam của chúng ta mà sản xuất như ở Mỹ thì bán phải là 300-400 nghìn, thì người tiêu dùng họ cảm thấy rất là mắc và họ cảm thấy là không có chi trả được. Như vậy bây giờ chúng ta phải giảm nó xuống khoảng cỡ 100 nghìn thôi, thì bắt buộc cái mức chất lượng nó phải giảm xuống đúng không ạ? Thì đó là một sự khác biệt. Tuy nhiên là nếu như trong trường hợp mà lắp ráp, nhượng quyền lắp ráp á, thì có thể là nó không có chênh lệch nhiều về mức chất lượng. Ví dụ như là ở nay thì người ta gia công ở các nơi khác nhau ha, nhưng mà ví dụ như là những cái rập, tức là những cái mẫu các bạn, rồi là hệ thống máy móc thiết bị, rồi là chỉ keo, phải nhập về hết, tức là phải nhập từ một nguồn giống y chang nhau về hết. Cho nên là khi mà cái sản phẩm nó được ra đời thì nó cũng không có, không phải là ô sản xuất ở Việt Nam dởm, sản xuất ở Trung Quốc nó xịn hơn, không phải. Trong trường hợp mà cô vừa mới nói thì cái đầu vào á các bạn, chất lượng về nguyên nhân vật liệu cũng như là cái mức chất lượng của sản phẩm là nó tương đồng, nó như nhau hết ha. Nhưng mà có thể trong trường hợp là người tiêu dùng người ta không hiểu á, người ta không hiểu và người ta có cái quan điểm là ví dụ như là người Việt của chúng ta ngày trước thì hay có cái quan điểm về sánh ngoại, tức là hàng Việt thì không tốt nhưng hàng nước ngoài thì mới tốt. Ví dụ như lúc mà ăn bánh của Thái Lan, ăn bánh của Indo vân vân, thật ra chúng ta sánh ngoại thì chúng ta ăn vậy thôi chứ bánh của Kinh Đô cũng rất là ngon à, đúng không ạ? Rồi đó là cái khái niệm về các cái mâu thuẫn nha. Rồi quản lý các cái mâu thuẫn á, thì như cô nói với các bạn nó có thể là từ hợp đồng rồi là đàm phán thương lượng rồi vân vân các kiểu, là tùy trường hợp như thế nào. Chúng ta cũng phải nếu như chúng ta người quản lý bán hàng á, thì chúng ta cũng phải quản lý một số các cái vấn đề liên quan ở trong lãnh thổ của mình. Thì chúng ta có bốn cái công việc chính. Cái thứ nhất là quản lý về kinh doanh, hai là quản lý về lãnh thổ, ba là quản lý về nhà phân phối, và bốn là quản lý nhân viên bán hàng. Thì quản lý nhân viên bán hàng thì mình nói ở chương kim rồi vân vân, nói hết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử những cái phần khác như thế nào. Thì quản lý kinh doanh thì chúng ta phải ấn định cái chỉ tiêu cho nhân viên của mình và cái lộ trình, rồi là sử dụng hệ thống theo dõi bán hàng, điều chỉnh chỉ tiêu bán hàng, đặt hàng để mà chúng ta đạt được cái doanh số mà mình đề ra ở trong kỳ thôi. Thì ví dụ như bây giờ là các bạn thấy là trong cái tháng hoặc trong cái kỳ này các bạn cần phải đạt chỉ tiêu là 10 tỷ đồng đúng không? Thì các bạn phải ấn định, các bạn giao chỉ tiêu này cho nhân là mỗi người phải đạt được bao nhiêu đó. Và giao như vậy thì lập cái lộ trình cái hàng của mình và bắt đầu quay ngược lại cái chương quản lý quản trị được lượng bán hàng thôi. Quản lý lãnh thổ đó thì các bạn phải sắp xếp nhân sự ha, sắp xếp nhân sự và cái tuyến bán hàng, cái line bán hàng sao cho nó phù hợp. Thì để mà phù hợp được thì các bạn phải khảo sát cái địa bàn bán hàng của mình và lập cái router trên địa bàn đó. Cái router đây là cái định tuyến bán hàng á. Thì chúng ta phải lập cái định tuyến bán hàng sao cho vừa đảm bảo được cái độ bao phủ mà vừa đảm bảo được cái chi phí bán hàng, tức là cái chi phí bình quân mà chúng ta phải chi trả. Cho nên là chúng ta phải lập một cái router sao cho nó thuận tiện nhất và nó tiết kiệm được cái chi phí nhất. Trong cái quản lý về lãnh thổ đó thì chúng ta sẽ có hai cái hình thức quản lý, đó là quản lý phân phối về số lượng và quản lý phân phối về chất lượng. Thì tùy theo cái tuyến của mình ha,
thì chúng ta sẽ có tùy theo tuyến này, tùy theo giai đoạn này, tùy theo mục tiêu chúng ta sẽ có những cái hình thức quản lý khác nhau. Ví dụ như là phân phối số lượng có nghĩa là chúng ta bán hàng, còn cái phân phối mà chất lượng á thì chúng ta sẽ bán sản phẩm vào các cửa hàng có doanh số cao nhất về cái sản phẩm đó thôi, còn gọi là phân phối theo chiều sâu á. À thì các bạn thấy là ở trong một vài trường hợp, ví dụ như ở trong cái giai đoạn này nè, phân phối số lượng á, thì chúng ta đang muốn mở rộng cái mạng lưới ra, đúng không? Ví dụ như trong cái giai đoạn mà các bạn phát triển sản phẩm, đúng không? Phát triển sản phẩm thì chúng ta có thể là phân phối số lượng, bởi vì chúng ta muốn mở rộng thị trường mà. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà chạy doanh thu, tại vì trong kinh doanh có những cái đợt mình phải chạy doanh số, thì trong cái giai đoạn chạy doanh số đó thì chúng ta sẽ sử dụng phân phối chất lượng vào giai đoạn đó, tức là đẩy mạnh cái lực lượng bán hàng, bán vào những cái cửa hàng có doanh số cao nhất về cái sản phẩm đó trong cái giai đoạn đó để đạt được cái doanh tiêu doanh số. Cô lấy ví dụ như là ở trong tháng này là các bạn phải có 10 tỷ đúng không, mà bây giờ còn có 5 ngày nữa hoặc một tuần nữa là tới cái kỳ kết thúc kinh doanh của các bạn rồi, nhưng mà các bạn chỉ mới đạt được có 6 tỷ thôi mà còn một tuần nữa, thì lúc này á chúng ta phải đẩy mạnh lực lượng bán hàng theo cái kiểu phân phối số lượng, tức là tụi bay là phải đi bán chạy doanh số cho anh. Và bán chạy doanh số thì sao, phải thuyết phục và chạy vào những cái cửa hàng có doanh số cao về cái sản phẩm đó, thúc đẩy họ, hỗ trợ họ để mà họ bán được cái doanh số cao, thay vì là rải rác cái lực lượng ra thì sẽ tốn thời gian, bởi vì chúng ta chỉ còn một tuần nữa thôi là phải chốt rồi, phải chạy được 4 tỷ nữa rồi đó. Thì các bạn thấy là nó sẽ hình thức quản lý phân phối chất lượng hay số lượng nó sẽ phụ thuộc vào cái mục tiêu, và chúng ta có thể linh động thay đổi trong từng trường hợp để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu chung mà mình đề ra. Rồi là một số những cái gợi ý khi mà chúng ta gọi là giải quyết những cái vấn đề liên quan tới lãnh thổ này các bạn ha. Thì một số những cái vấn đề khó khăn thường gặp, phạm vi lãnh thổ không tương xứng, tức là nó sẽ gây tốn kém cái chi phí bán hàng của mình đó các bạn. Có thể là nhân viên bán hàng phải đi trong một cái khoảng cách quá dài quá xa, hoặc là đi những cái đường mà nó không có thuận tiện với nhau á, thì chúng ta phải điều chỉnh lại cái vùng lãnh thổ hoặc là những cái line, cái tuyến bán hàng của mình ha. Nhà phân phối bán lấn vùng thì phải xem xét lại, nhắc nhở cảnh cáo nhà phân phối nếu như có trong không có trong hợp đồng, còn nếu như có không có trong hợp đồng, hoặc còn nếu không có trong hợp đồng thì chúng ta cũng phải là để ý lại ha. Ví dụ giờ phải là trong tới cái thời điểm nào đó chúng ta phải đưa cái nội dung đó vào trong hợp đồng, rồi nếu như mà bán lớn vùng mà cái kiểu mà nhà phân phối thì nằm đây bên kia đường là một cái điểm outlet mà không được mua ở nhà phân phối này, phải mua ở nhà phân phối kia, thì rõ ràng là cái ranh giới vùng lãnh thổ của chúng ta xác định nó cũng không có hiệu quả rồi. Cho nên là trong những cái trường hợp đó thì chúng ta cũng có thể là xem xét lại cái ranh giới vùng, xem thử là có bị gọi là lũng đoạn hay là không ha. Rồi nếu như mà chi phí hoạt động quá cao thì chúng ta xem xét lại địa bàn, các cái đội bán hàng, các cái router, rồi là các cái khoản chi phí có thể cắt giảm. Còn nếu như chúng ta bị thay đổi nhân sự quá lớn trong đội ngũ nhân viên bán hàng của nhà phân phối á, thì chúng ta phải tìm hiểu xem cái nguyên nhân thực tế ha, quay lại xem thử là cái cách chúng ta quản lý lực lượng bán hàng có hiệu quả hay chưa. Rồi một cái nội dung nữa là chúng ta phải quản lý nhà phân phối, tức là chúng ta phải quản lý tồn kho cũng như là lập dự báo bán hàng và theo dõi những cái đơn hàng, cái khối lượng hàng mà chúng ta bán cho nhà phân phối. Thì cái quản lý bán hàng ở trong vùng đó thì họ sẽ quản, vậy thì chúng ta ngoài việc là quản lý cái chỉ tiêu của nhân viên bán hàng thì chúng ta cũng phải liên hệ với nhà phân phối thường xuyên theo dõi để đảm bảo thực hiện cái chỉ tiêu về độ bao phủ cũng như là về về doanh số tại các thời điểm cũng như là các cái mặt hàng. Rồi là chúng ta cũng cũng phải giống như nhân viên bán hàng vậy đó, nhưng mà chúng ta quản lý tồn kho của nhà chính nhà phân phối thôi. Hỗ trợ cho họ rồi nhắc họ kiểm tra số lượng hàng tồn nè, rồi là có cần phải đảo hàng hay là không. Rồi chúng ta cũng là lập dự báo bán hàng và thực hiện các cái đơn đặt hàng. Thì ở đây cô sẽ
Lấy cho bạn một cái ví dụ khi mà chúng ta quản lý hàng tồn kho này ấy, thì tùy theo cái mặt hàng và cái quy định của công ty ha, thì theo cái nguyên tắc của nó thì chúng ta phải tiết kiệm cái chi phí về lưu trữ cũng như là cái vốn lưu động của chúng ta phải hoạt động một cách hiệu quả. Do đó là chúng ta phải giữ cái mức tối thiểu cần thiết, mình đừng có để nhiều hàng quá, bởi vì là chúng ta sẽ tốn kém cái chi phí, rồi là phải đảo hàng nữa, giảm mức hàng tồn nữa, giảm cái việc là hàng hết hạn sử dụng còn nằm ở nhà phân phối, rồi là có thể là áp dụng cái phương thức là nhập trước xuất trước để mà chúng ta có thể là kiểm soát được cái hạn sử dụng, rồi là giảm thu hồi những cái hàng tồn. Thì chúng ta để mà làm được những cái điều này, chúng ta phải phải liên tục theo dõi và quản lý cái lượng hàng, cái số lượng, cái đáp của sản phẩm của chúng ta ở tại các cái nhà phân phối ha. Rồi là chúng ta cũng thực hiện các cái đơn đặt hàng dựa trên cái dự báo bán hàng. Thì cái kế hoạch đặt hàng nó sẽ dựa vào cái số lượng hàng tồn ở các shop lẻ nè, cộng cái số lượng hàng tồn ở các nhà phân phối, cộng với số lượng dự báo để chúng ta xác định được cái đơn đặt hàng. Ví dụ về dự báo nè, thì các bạn thử xem, đọc qua cái ví dụ này, rồi các bạn tính xem cho cô thử là dự báo bán hàng tháng 5 cho nhà phân phối này là bao nhiêu. Cô xuống dòng nhé, các bạn dễ theo dõi nha. Để cho các bạn thấy là nó dễ theo dõi hơn nè. Thì trong tháng 4 nè, sữa đặc chúng ta bán được 8.400 thùng ha. Số đặc tăng hơn 10% vì có khuyến mãi sữa bột là 5.000 và sữa nước là muối, nên là nó sẽ tăng 30%. Và chỉ tiêu trong tháng 5 á, thì mọi sản phẩm sẽ tăng 5%. Tuy nhiên tháng 5 là tháng đầu mùa mưa, cho nên thông thường á, mùa mưa thì người ta không khát nước cho lắm, giả dụ vậy, cho nên là sữa nước sẽ giảm 20%. Thì chúng ta hãy lập dự báo bán hàng cho tháng 5 và các bạn thử lập dự báo dùng cho cô xem kết quả của đặt bột nước nó sẽ ra bao nhiêu ha. Dễ quá mà đúng không? Các bạn thử tính thử ha. Bây giờ chúng ta dựa vào cái chỉ tiêu của tháng 5 này, về sữa nước nè, vì có khuyến mãi cho nên nó sẽ tăng 30% đúng không? Rồi cái chỉ tiêu mà tháng 5 á, thì mọi sản phẩm phải tăng thêm 5% nữa, thì có phải là đối với riêng sữa nước á, nó là tăng 35% rồi. Tuy nhiên một cái điều chỉnh nữa là tháng 5 là tháng đầu mùa mưa, trên nó giảm nước 20%, cho nên là chúng ta phải lấy 35% nó trừ vô 20%, vậy thì chỉ còn lại 15% thôi đúng không ạ? Còn các cái mặt hàng khác á, thì chỉ tiêu tháng 5 nó sẽ tăng trung bình là 5%. Tuy nhiên ở đây các bạn thấy là nếu như các bạn tính cho sữa nước á, thì các bạn sẽ lấy 16.000, các bạn nhân cho bao nhiêu ạ? 115% đúng không, tại vì nó tăng 15% mà. Còn sữa bột á, thì các bạn nhân cho 105%. Tuy nhiên sữa đặc là các bạn lưu ý dùm cho cô này, sữa đặc doanh số ở trong tháng 4 á, nó là 8.400. Tuy nhiên các bạn thấy là trong tháng 4 á, là chúng ta có khuyến mãi cho nên là doanh số đặc nó tăng 20%. Nhưng mà qua tháng 5 á, chúng ta không còn khuyến mãi sữa đặc nữa, cho nên các bạn phải xác định cái con số mà bán trung bình khi mà chúng ta không có khuyến mãi cho sữa đặc trước. Tức là 8.400 này thực tế nó là 120% chứ không phải là 100%. Cho nên chúng ta xác định nó là gì ạ? Nó 100% là bao nhiêu nha các bạn nha. Các bạn lưu ý dùm cho cô là nó chỉ có như vậy thôi. Chúng ta phải điều chỉnh cái gì ạ? Điều chỉnh cái doanh số về mức bình quân và không bị tác động bởi các cái yếu tố khác thì chúng ta mới bắt đầu tính cho tháng tiếp theo. Ở đây nè, ví dụ như các bạn thấy nè, sữa đặc đã bán nè, tức là thực ra nó là 7.000 thôi, nhưng mà nó tăng 20% nữa mới ra 8.400,
Đó, cho nên là chúng ta sẽ tính ra thế này, số đặc á. Đó, thì nó là nó tính như thế này, nhưng mà giống như cô nói hồi nãy, nó sẽ bằng là bao nhiêu các bạn, 7.000 nhân cho 105 đó. Đó, còn sữa bột cũng bằng 5.000 nhân cho 105 này, còn sữa nước này, thì các bạn thấy là ở đây là nó tính cái tỷ lệ tăng 5% trước ha, xong rồi bắt đầu tính tỷ lệ giảm sau. Nhưng mà như cô nói hồi nãy, cho nó đỡ mất công mình á, thì mình sẽ tính cái biến động trước ha, cái phần trăm biến động trước cộng lại rồi trừ đi, rồi chúng ta nhân một lần cho nó dễ. Ở đây chỉ chú ý giùm cho cô là gì, phải xác định được cái con số 7.000 này nha các bạn nha, phải xác định được con số 7.000 này, chứ đừng có lấy con số 8.400 để chúng ta tính. Cái này thật ra là cái bài toán nó rất là dễ thôi, nhưng mà có khi chúng ta không để ý á, cho nên là chúng ta thấy số liệu vậy rồi chúng ta cứ nhân thì nó sẽ sai hết ha, chúng ta phải loại trừ nó ra trước. Và cái cuối cùng đó là quản lý nhân viên, thì như cô nói với các bạn là gì, thì chúng ta sẽ quay lại với cái nội dung của chương số 4 thôi. Quản lý nhân viên nè, rồi theo dõi nè, phân loại khách hàng, viết báo cáo hóa đơn, trao đổi với tổ bán hàng vân vân, thưởng thiết cho các kiểu giám sát rồi vân vân. À, chỉ như vậy thôi. Thì đó là toàn bộ cái nội dung mà cô muốn cung cấp thêm cho các bạn, để các bạn nắm được một số các cái vấn đề nó sát hơn với cái thực tế bán hàng ở trong cái chương kênh phân phối này. Và cái phần lý thuyết của cái học phần này thì chúng ta cũng kết thúc ở đây. Các bạn có cái câu hỏi gì liên quan tới nội dung học tập ở tất cả các cái module, ở các cái phần, cũng như là câu hỏi liên quan tới nội dung học hay gì đó, thì các bạn có thể hỏi ha. Đây là thời gian để dành cho chúng ta hỏi đáp, thì ai có câu hỏi gì thì các bạn cứ hỏi thoải mái. Ba cái ràng buộc: cái thứ nhất là các bạn phải tham gia diễn đàn, cái thứ hai là điểm điểm danh của các bạn phải lớn hơn 50%, tức là bữa giờ bao nhiêu buổi á thì là sẽ chia ra làm đôi, đúng không ạ? Cô tự cài ở trong hệ thống rồi. Và cái thứ ba nữa là các bạn làm khảo sát, thì khi mà các bạn làm khảo sát các bạn gửi xong á, thì nó tự động nó xác nhận là các bạn đã làm rồi, thì các bạn sẽ thấy cái bài kiểm tra đó nó hiện lên để cho các bạn làm, thì để cho các bạn có cái thời gian các bạn đạt được những cái ràng buộc đó đó, thì cô sẽ xét cái bài kiểm tra cá nhân đó cho các bạn là từ từ khi nào nhỉ? Từ tối ngày hôm nay đi ha, thôi từ 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 chiều ngày hôm nay đi cho tới chiều ngày mai, cho tới chiều ngày mốt ha, tức là thành ra là 10, cô sẽ xét cho các bạn 15 giờ ngày hôm nay là ngày mùng 6, tới ngày mùng 7, tới ngày mùng 8, cho tới 15 giờ ngày mùng 8, 2 ngày là các bạn có thể viết được rồi. Thì mỗi bạn thì tự chọn một cái nội dung gì đó, ví dụ như một bạn quan tâm tới việc là kỹ năng bán hàng cá nhân, hoặc là bạn quan tâm tới việc là tự động hóa trong lực lượng bán hàng, hay là cái gọi là các cái quan điểm về quản trị quan hệ khách hàng, rồi là hoặc là các bạn quan tâm tới cái vấn đề về phân phối gì đó vân vân. Đó, thì các bạn cứ chọn một cái nội dung, miễn sao nó thuộc cái môn này là được rồi. Đừng có chọn về marketing nha, tại vì các bạn đang học sale và CRM nha. Tại vì có nhiều trường hợp các bạn lên mạng, các bạn search, các bạn thấy nhiều marketing quá, xong rồi là cái bị nhầm qua marketing. Có được nè, cô dạy cái lớp nào mà lớp đó vừa mới học môn quản trị marketing của cô Thảo, xong rồi bị ám ảnh á, xong rồi vô học môn của cô mà suốt ngày nói về marketing á. Cho nên là lưu ý giúp cho cô cái điều đó thôi ha. Rồi trong khi mà đợi các bạn đặt câu hỏi á, thì chúng ta thử thảo luận xem là cái bài tập quản lý nhân viên bán hàng của các bạn đó, các bạn xử lý nó như thế nào rồi. Hôm bữa các bạn làm bài, các bạn thử thảo luận ra đây thử xem thử. Tại vì cái bài đó thì chỉ có mình cô chấm nhìn, mình cô thấy được thôi, nhưng mà cô muốn là đem cái bài đó ra để thảo luận luôn giữa lớp á. Thì bây giờ chúng ta sẽ thảo luận xem thử một vài cái cách xử lý của một vài bạn ở trong lớp, xem thử tình huống nó như thế nào ha. Thì bạn nào mà có ý kiến phát biểu thì các bạn có thể mở mic lên để các bạn nói, hoặc là các bạn có thể gõ vào cái phần ô trò chuyện đó, tin nhắn đó, để mà chúng ta cùng thảo luận. Còn nếu như không có bạn nào nữa thì cô sẽ gọi ha. Cho các bạn 2-3 phút gì đó để mà các bạn trả lời nè. Làm rồi mà, cho nên là
Thật ra là để tiết kiệm thời gian, cho nên là cô chọn những cái bài làm rồi để chúng ta thảo luận thôi. Còn những cái bài kia thì cô nghĩ là nó cũng đơn giản với cái nội dung kiến thức mà các bạn đã tích lũy được từ đầu năm 1 đến bây giờ, thì những cái bài đó rất là dễ dàng để xử lý thôi. Cô thấy là khi các bạn học qua năm mấy cái năm cuối cuối này rồi đó, thì ở tất cả các môn á, thường nó không phải là nó sẽ vận dụng mỗi một kiến thức riêng biệt, đúng không các bạn? Các bạn thấy là ví dụ như trong môn bán hàng này thì vận dụng cái kiến thức về marketing rồi, là thậm chí là vận dụng kiến thức về chiến lược, rồi kiến thức về nhân sự, kiến thức về bán hàng, kiến thức về kỹ năng mềm. Tại vì các bạn thấy là để mà bán hàng, để mà giao tiếp được đó, thì các bạn phải có kỹ năng về giao tiếp, các bạn phải có kỹ năng về thuyết trình, các bạn phải có kỹ năng về là đọc vị tâm lý khách hàng chẳng hạn. Cho nên là thật ra nó tổng hợp rất là nhiều thứ, rất nhiều kiến thức ở trong đó, chứ không phải là học cái môn này là chỉ có kiến thức của môn này. Cho nên là nó khó là ở các chỗ các bạn phải tổng hợp nhiều kiến thức hơn, nhưng mà nó dễ ở cái chỗ là gì, mình có thể sử dụng nhiều kiến thức để mà mình làm nó ra thì nó lại dễ. Đó, nên là các bạn khi mà làm bài thì cũng cố gắng ha, các bạn tư duy một chút xíu, và lưu ý là khi mà các bạn làm bài đó thì đừng có đạo văn, tức là các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể đọc nhiều cái tài liệu, nhưng mà các bạn đọc các bạn hiểu xong rồi các bạn cố gắng các bạn tập viết lại đi ha, viết lại theo cái quan điểm, cái sự hiểu biết của mình về cái vấn đề đó, nhận đưa lòng cái quan điểm, cái nhận xét của mình vào đó, thì tự dưng cái bài của các bạn sẽ rất là có giá trị. Nếu như các bạn chưa lồng được cái quan điểm của mình vào á, thì các bạn chỉ cần viết lại theo cái sự hiểu biết và cái ngôn từ của mình thôi thì cũng đã tốt rồi. Hôm bữa cô nói với các bạn là cô sẽ up lên cho các bạn tài liệu đó. Hồi nãy cô ngồi cô up mà mạng nó bị sao cô chưa up được, nên tối nay cô sẽ up lên cho các bạn cái tài liệu về về kỹ năng bán hàng nha. Sách khoảng cỡ 4 5 quyển gì đó. Để mà các bạn sau này các bạn cần thì các bạn đọc cho vui ha. Rồi nếu như mà bạn nào mà cần sách về kỹ năng á, ví dụ như kỹ năng giao tiếp nè rồi gì gì đó, thì cô cũng tìm ra được một vài quyển. Bạn nào cần thì có thể là cô sẽ gửi cho ha, để các bạn tham khảo PDF. Thực ra các bạn đi mua sách đó nó cũng tốn tiền lắm, tại vì thật ra một quyển đó các bạn nó khoảng cỡ mấy chục nghìn thôi, nhìn thì nó không có mắc tiền, nhưng mà các bạn biết không, có nhiều lúc các bạn thấy cái bìa sách xong rồi các bạn cũng cẩn thận, các bạn đọc cái content xong rồi các bạn đọc cái lời giới thiệu xong các bạn chắc quyển sách này hay quá mua, các bạn mua về thật ra các bạn đọc nội dung chả có gì cả, hoặc là các bạn đọc xong là chỉ có một cái nội dung bé tẹo thôi, nhưng mà người ta có cái khả năng viết, người ta viết thành một quyển sách luôn, xong rồi các bạn cảm thấy là mua này thật là phí. Và cô đã từng như vậy, một phòng sách, đúng không, một phòng sách, thì khi mà mình có những cái file như vậy thì tiết kiệm được rất là nhiều ha. Rồi không có bạn nào thảo luận được hết thì cô sẽ gọi tên một vài bạn nha. Cô sẽ stop cái sharing cái này ha, để nhìn thấy được các bạn. Nguyễn Thị Bích Ngọc có không ạ? Nguyễn Thị Bích Ngọc ơi. Bích Ngọc có đây không? Nguyễn Thị Bích Ngọc. Dạ có. Hình như Bích Ngọc đang nói gì nhưng mà cô không nghe được. Bích Ngọc có thể sử dụng cái phần trả lời bằng bằng cách gõ đi. Trong khi đó thì cô sẽ mời thêm một bạn nữa. Sao lớp mình có vẻ ít vậy ta? Ngô Thanh Lam có không? Dạ cô, dạ alo, Ủa sao các bạn nói cô không nghe thấy gì hết vậy? Các bạn có dạ nghe thấy alo, cô nói gì không vậy?
Lam ơi nói lại đi Lam. Dạ alo. Dạ. Ờ nghe alo, rồi. Nghe rồi nghe rồi. Chết dạ. Thật cái máy này. Dạ, theo em đúng không? Theo em là đầu tiên là mình sẽ mở một cái cuộc họp toàn bộ nhân viên của mình. Xong rồi mình sẽ đưa ra cái hướng giải quyết cho cái từng nhân viên, như là Thu với Ngọc thì mình sẽ bắt họ viết bản kiểm điểm lại, xong rồi cho hai bạn này đi học một khóa ngắn hạn về một khóa kỹ năng chuyên môn. Còn về Linh thì mình sẽ khuyên và động của viên Linh và không nên nói nặng hay quát mắng nhìn Linh cả. Và mình sẽ cho Linh đi học một khóa về làm việc nhóm để có hiệu quả công việc sẽ được tăng hơn, và giải thích cho Linh hiểu về cái sức mạnh của làm việc nhóm. Còn đối với Phương thì mình sẽ tạo cơ hội cho Phương thể hiện các bản tốt hơn về các năng lực của mình, về cho Phương và sẽ đi làm việc ở nước ngoài hoặc là đi đâu nhiều hơn để Phương học hỏi thêm kinh nghiệm của mình. Rồi, cảm ơn Lam ha. Rồi bạn nào đó, hồi nãy cô hỏi bạn nào ta? À, đây. Sử dụng nội quy công ty để cửa hàng tuân theo thực hiện, nội quy đó là gì? Nội quy đó là gì Ngọc ơi? Em mở lên em nói đi cho nhanh, cô nghe được rồi đó. Hồi nãy là do cái cô bị tắt mất cái mic mà cô không cái âm lượng mà cô không biết á. Nội quy về thời gian hoạt động của cửa hàng, quy định về tạo dựng hình ảnh thương hiệu của công ty, giới thiệu cho nhân viên về cách chi nhánh, đào tạo kỹ năng mềm cho công ty, xây dựng môi trường làm việc năng động, hoạt động của công ty. Hết ạ. Rồi còn mấy cái vụ kia sao? Cái đứa nó thích thu tiền mà nó không thích bán, rồi mấy cái đứa mà nó thích chỉ trích người khác, rồi mấy cái đứa mà nó chỉ thích làm con mình nó để nó được khen thôi thì sao? Mệt hơn, đúng là quản trị một cái cửa hàng nhỏ tí mà đã thấy vấn đề rồi đúng không? Thì sắp xếp cho nó những bộ phận chăm sóc khách hàng, thu tiền, sắp xếp cửa hàng. Rồi, cảm ơn Ngọc nha. Thì thật ra là cái cử ý của hai bạn á, thì cái việc xử lý đó thì nó cũng tương đối là hiệu quả đó. Tức là thật ra là cái vấn đề mà điều chỉnh hành vi á, thì rất hành vi về ví dụ như là giờ giấc hoặc là ngoại hình đồ, thì chúng ta có thể là dễ dàng bằng cách mà chúng ta đưa ra nội quy. Ví dụ như là trước đây chưa có nội quy đúng không, còn giờ đi làm bây giờ là phải tuân theo nội quy, và nếu như anh đi trễ hoặc là anh về sớm á, thì anh sẽ bị trừ lương. Thế là nó bắt buộc nó phải đi đúng giờ. Cái thứ hai nữa là những cái đứa mà nó xề xòa hoặc là ăn mặc không phù hợp với cái nhãn hàng, cái thương hiệu của mình á, thì để mà tăng được cái hình ảnh thương hiệu cũng như là cái độ chuyên nghiệp của cửa hàng, thì mình có thể thiết lập cái việc những cái quy định, ví dụ như là nhân viên đi làm thì phải trang điểm nhẹ nhàng chẳng hạn đúng không? Thì rồi ví dụ như là mình có thể là đào tạo. Thực ra là cũng không cần phải tốn quá nhiều chi phí đâu. Ví dụ như là trong những người đó thì có một người trang điểm rất là tốt, thì mình có thể là mở một cái lớp training nhỏ nhỏ ở trong nội bộ cửa hàng, mình nhờ cái người đó hướng dẫn cho toàn bộ những cái người khác. Rồi ok, em đi tiêm vaccine đây. Tiêm vaccine nhớ cầm điện thoại theo chút nữa điểm danh nha. Đó, thì là có thể là chúng ta training
qua cho cái việc là làm thế nào để trang điểm, ví dụ như là tô son một tí xíu hay là tóc tai như thế nào đó, nhìn cho nó sáng sủa, nó đẹp. Rồi còn cái vấn đề mà ví dụ như là ăn mặc xòe xòa đó, thì chúng ta có thể quy định cái gì các bạn, đồng phục đúng không? Ví dụ mình đưa ra đồng phục cho cửa hàng luôn, thì khi đưa ra đồng phục này rất là hiệu quả trong cái việc là làm cho nhân viên người, khi mà người ta đi làm thì có thể là đặc biệt là phụ nữ là hay để ý coi là ồ con nhỏ này sành điệu hay là nhỏ kia là xề xòa, có thể là họ không có gọi là cân bằng được với nhau á, thì chúng ta có thể là quy định đồng phục luôn để mà vừa tăng cái hiệu cái hình ảnh cái độ chuyên nghiệp cũng như là cái vấn đề về về ăn mặc, có người thì hơi lố còn có người thì quá xề xòa chẳng hạn, thì chúng ta có thể quy định cái đó. Còn ngoài ra thì những cái vấn đề về tính cách của mỗi người mới là khó ha các bạn ha, cái tính cách mà kiểu mà ưa chỉ trích rồi là ưa gọi là muốn một mình thành công thôi còn không muốn những người khác thành công, rồi thì rồi lười rồi không rồi gọi là có đẩy việc cho người khác, ví dụ như thế thì chúng ta phải quy định, ví dụ như là quy định về doanh số bán, doanh số bán cho mỗi người, đó là ví dụ như đi giới thiệu hàng hóa chẳng hạn, thì là mọi người cùng phải hỗ trợ nhau để đạt được cái doanh số về cá nhân cũng như doanh số về nhóm, tức là nếu như một cô này thôi cô bán được nhiều như vậy đó, đạt được doanh, tức là bây giờ không những là mình như như là hồi nãy cô hỏi bạn nào đó quên mất rồi, là chúng ta phải có một cái buổi training họp lại để nói về cái vấn đề là cái hiệu quả của việc làm việc nhóm, và bắt buộc phải đưa cái việc làm việc nhóm vào ở trong công ty, trong cái cửa hàng này, và chúng ta quy định luôn cái ràng buộc luôn đúng không, ngoài việc làm cho họ thấy được cái hiệu quả của làm việc nhóm á, thì chúng ta còn phải đưa ra cái chế tài luôn, tức là chúng ta có thể là quy định những cái ràng buộc, ví dụ như là các cái công việc phải được chia sẻ ra với nhau bằng cách là chúng ta áp cái doanh số cho mỗi người, ví dụ cô thu tiền nhưng mà cô cũng phải đi tư vấn cho khách hàng, tức là ai cũng phải làm được việc này và việc kia. Nhưng mà ví dụ mình có thể ưu ái hơn như cái cổ này, bởi vì cái cổ này là cổ bởi vì cổ thích thu tiền, cho nên là cho cổ làm một cái gọi là kiểm tiền cuối ngày hay đại khái gì đó các bạn, để cho cổ vẫn cái việc là bắt cổ phải đi làm một cái việc không thích, nhưng bù lại cổ vẫn phải cảm giác là mình có được một cái điểm nào đó vượt trội hơn đó, mà giống như vẫn có một cái quái cho mình á. Xong rồi là mình còn phải áp cái doanh số cho cá nhân trong nhóm nữa, để cho cái cô kia không phải là cổ dành hết về mình, cổ tư vấn hết, nhưng mà nếu như mà cô này mà cổ có đạt được doanh số cá nhân nhân doanh số nhóm mà không đạt thì cổ cũng không được thưởng đó, thì chúng ta có thể tách ra làm hai nhóm đúng không, bốn người thì có thể tách ra làm hai nhóm để thay ca cho nhau, rồi là ví dụ như là chúng ta có thể đảo nhóm, ví dụ làm việc như vậy 2 tuần thì bắt đầu đảo ngược nhóm lại để mọi người đều có thể kết hợp với nhau và hiểu nhau hơn, ví dụ như vậy, thì đó là một số những gợi ý để mà chúng ta có thể giải quyết được cái tình huống này. Trong cái tình huống này thì có nhiều lớp và nhiều bạn sau khi mà đọc xong thì bảo là em sẽ cố gắng qua 6 tháng này và em sa thải luôn hai cái cô kia đúng không? Nhưng mà thôi qua 6 tháng rồi mình hãy sa thải nha các bạn. Rồi đó là gợi ý cho cái bài tập tình huống đó. Còn bây giờ thì các bạn sẽ có cái thắc mắc gì về môn này không, về kiểm tra hay bài kiểm tra sắp tới hay các ràng buộc hay gì hiểu chưa rõ không, thì các bạn đặt câu hỏi giúp cô nha. Đang tạo điểm danh đó các bạn. Hôm nay ngày 6 ha. Ngày 6 tháng 10. Rồi. File Bybon thì từ từ cô sẽ up lên trên LMS nha các bạn nha. Một cái file PowerPoint làm sao mà nó đủ bằng tài liệu được. Hình thức bài thi cuối kỳ á hả? Bài thi cuối kỳ như bữa đầu tiên cô nói với các bạn đó, không biết là tới cuối kỳ thì mình đi học lại chưa. Nếu như mình đi học lại rồi đó thì mình sẽ thi theo hình thức tự luận ở tại trên lớp, ở tại các cái phòng thi, với cái hình thức là chúng ta đi thi và được sử dụng tài liệu.
Còn nếu như mà chúng ta không chưa đi học lại được á mà vẫn phải thi á thì sẽ là cái hình thức thi online. Thi online thì tùy theo mọi kỳ kỳ trước á thì là cô cũng cho viết một cái dự án, đó là tức là làm một cái dự án, và nếu như dự án lớn á thì cô sẽ cho làm theo nhóm, còn nếu mà viết một cái chủ đề nhỏ thì là làm theo cá nhân. Đó chứ thi mà thi trực tuyến thì cô thấy rủi ro nhiều lắm, tại vì là tới cái lúc các bạn không nộp bài được rồi vân vân. Cho nên là cái hình thức thi cuối kỳ nó là như vậy nha các bạn nha. Một là nếu như chúng ta thi ở trên lớp được thì các bạn sẽ thi làm bài trong vòng 90 phút thôi và được sử dụng tài liệu. Và cái hình thức được sử dụng tài liệu thì tất nhiên là không hỏi về lý thuyết là quản trị bán hàng là gì rồi đúng không, mà có thể là cô sẽ cho một cái tình huống xong các bạn giải quyết tình huống, hoặc là cô cho một số các cái dữ liệu xong rồi hỏi các bạn cái gì đó, ví dụ như là công ty các bạn đang kinh doanh cái gì đó, ở thị trường gì đó, đối tượng khách hàng là gì đó, bây giờ bạn hãy tìm cách để mà phân loại danh sách khách hàng cũng như là đưa ra cái chính sách bán hàng cho mỗi nhóm khách hàng một cách hiệu quả nhất. Hoặc là cô có thể là cho các bạn dữ liệu rồi kêu các bạn là hãy thiết kế một cái kênh phân phối trong một cái khu vực nào đó dựa trên cái sự hiểu biết của các bạn về lý thuyết chẳng hạn, thì các bạn cứ làm thôi. Và mỗi người thì thiết kế một cách khác nhau đúng không? Và các bạn chỉ cần giải thích cho cô là tại sao các bạn lại làm như vậy là được rồi. Còn nếu mà thi online thì thường là nếu như mà bài kiểm tra bây giờ các bạn đã làm cá nhân rồi thì có thể là tới lúc thi mà nếu như là làm dự án lớn á, nội dung nó nhiều thì cô sẽ cho các bạn làm theo nhóm, thì nhóm tới lúc đó thì cô sẽ quy định lại là một nhóm bao nhiêu người đó, hoặc là theo nhóm cũ thì tùy tùy theo, tại vì cô chưa có quyết định được, tại vì còn phụ thuộc vào ban chủ nhiệm khoa nữa, có thể là tới lúc đó lại có một cái quy định gì khác á thì cô sẽ lại thông báo với các bạn sau ha. Nhưng mà cái tinh thần là nó như vậy, nó cũng nhẹ nhàng thôi chứ không có cái gì quá nặng nề đâu. Học kỳ vừa rồi các bạn cũng đã thi online rồi đúng không, cũng đã hiểu cái hình thức rồi, thì khi mà các bạn thi với cái hình thức là các bạn viết bài tiểu luận á, viết luận á thì nó dễ hơn, tại vì các bạn có nhiều cơ hội để các bạn trau chuốt nó, các bạn tìm tài liệu rồi vân vân ha, các bạn có thể tham khảo được ở nhiều nơi, thì rõ ràng là cô nghĩ là cái nó sẽ tốt hơn là thi online. Thì online thì có đợt nào đó không biết lớp các bạn có bị không, môn ngoại ngữ mà nộp bài không được, rất là phải viết đơn lên trên trường đó, nó phiền lắm nha, nên là hình thức là như vậy. Nhớ là làm dùm cho cô cái khảo sát nha các bạn, cái khảo sát gì đó khóa nào cũng phải để vô hết trơn á. Khảo sát gì nữa này, nó tự động nên cô cũng quên tên, à khảo sát sinh viên về chất lượng giảng dạy á, các bạn nhớ làm dùm cô nha, tại vì phòng bắt cô tạo cái ràng buộc trong bài của các bạn, nên nếu như các bạn không làm là các bạn không có thấy được cái ô đó, các bạn sẽ thấy nó hiện ra màu xám xám xong các bạn kích vào không được, thì bạn nào mà thấy hiện ra màu xám xám kích vô không được thì các bạn có thể là kiểm tra lại là các cái ràng buộc mà cô nói nó các bạn hoàn thành đủ chưa, nếu chưa thì các bạn hoàn thành nha. Tuần sau thì lớp chúng ta sẽ có một một nhóm là có đăng ký môn quản trị thương hiệu nữa đúng không? Thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau online. Rồi còn có câu hỏi gì nữa không ha? Nếu mà không có câu hỏi gì nữa thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và nếu như các bạn có một cái câu hỏi gì đó nữa, nó liên quan nữa, thì các bạn cũng có thể tạo một cái chủ đề ở trên diễn đàn đó. Rồi các bạn, tức là một bạn tạo một cái chủ đề nó thắc mắc về môn học á, xong rồi là các bạn khác thì cũng comment hoặc là trả lời vào chỗ đó luôn để cô tìm cô coi cho nó dễ nha. Còn diễn đàn thì bạn nào chưa tham gia thì cố gắng tham gia thảo luận hoặc là tìm một cái nội dung gì đó để up lên trên diễn đàn để đủ cái tiêu chuẩn để các bạn làm bài. Thực ra cái bài này thì nó cũng không phải là chiếm hết 50% điểm của các bạn đâu. Nó khoảng cỡ 15, 20, 15% gì đó thôi, bởi vì là các bạn cũng làm nhiều bài kiểm tra rồi đó. Tối đa thì chắc cũng cỡ 20% thôi. Nhưng mà tự dưng có được điểm mấy 2 điểm nữa thì cũng ngon lành rồi đúng không? Cho nên là cố gắng làm bài nha.
Hôm qua có điểm danh mà hôm nay lại báo vắng. Thì sao mà cô biết được? Các bạn điểm danh xong á, các bạn kiểm tra lại một lần nữa chứ, bây giờ nó lên hệ thống như vậy á mà phòng nó bắt cô tạo cái ràng buộc như vậy á, thì cô cũng phải tạo ràng buộc. Ví dụ như là cô không chấm điểm điểm danh á, nhưng mà sao điểm điểm danh ví dụ như là cô cộng điểm thôi, ví dụ như là bạn nào mà đi học đầy đủ thì ví dụ như là các bạn làm bài được 6 điểm, cô thấy đi học đầy đủ ghê, xong rồi cô cho thêm một tí điểm nữa, ví dụ như 0,2 gì đó, 0,1, 0,2 gì đó, ví dụ như vậy. Tức là cô không có phải là ấy, nhưng mà phòng nó bắt cái tạo ràng buộc như vậy thì bây giờ trên hệ thống nó tự nó tổng hợp á, cho nên là cô cũng không biết làm sao nữa luôn á. Thì cô sẽ lưu ý hai cái trường hợp này ha, nhưng mà xem thử là có đủ 50% không, có đủ. Bữa giờ là 12 buổi á, hôm nay nữa là 12 buổi á, là nếu mà 6 buổi trở lên là được đó. Mai hả? Đồng Thị Ngọc Mai với Đặng Xuân Tùng á. Có câu hỏi gì nữa không? Nhưng mà thực ra cô nốt lại vậy thôi chứ mà cô cũng đâu có chỉnh nó trên hệ thống được đâu. Nên là các bạn ví dụ như mình điểm nhanh xong á, cái mình ao ra mình vô lại mình kiểm tra lại coi liền coi, tại vì cô để tới 10 phút 15 phút lận, nếu mà thấy chưa được cái mình vô mình điểm nhanh lại, tại vì nhiều lúc cái hệ thống mạng của các bạn hoặc là mạng gì nó bị lag lag á. Có nhiều bữa cô cũng đâu có vô được LMS đâu. Rồi cái tinh thần là như vậy nha các bạn nha. Và có câu hỏi gì nữa không hả? Nếu như không thì chúng ta kết thúc ở đây ha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại một số bạn. Bạn có đăng ký môn quản trị thương hiệu không?